trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì điều quan trọng nhất là sự trưởng thành của cha mẹ, sau mới đến việc dưỡng dục con cái. Thông qua hành vi nào đó của con mà bạn khó chịu, tức giận, không thích thì hãy quay về mình để được chữa lành hành vi đấy. Bởi vì bên trong mình có ký ức tổn thương nào đó chưa được chữa lành. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì điều quan trọng nhất chính là sự trưởng thành, là sự trưởng thành của cha mẹ sau mới đến việc dưỡng dục con cái. Và khi các anh chị hiểu được cái tư duy này thì chúng ta lên một cấp độ mới hoàn toàn luôn các anh chị. Và rất nhiều anh chị đã biết ơn con của mình, đã mang cho mình cái nỗi đau này để rồi mình trưởng thành hơn, để rồi mình quay về mình hiểu mình hơn, để rồi mình thật sự hiểu về cuộc đời. Nên có nhiều gia đình con chính là người dẫn đường cho cha mẹ các anh chị trong cái hành trình này. Nào, nhìn lên đây nhé, để cô Anh lấy một cái ví dụ như này. Đây là một chị học viên và đây là một cậu con trai. Hai mẹ con mất kết nối với nhau hoàn toàn. Cậu này ngày bé học rất là giỏi, cực kỳ giỏi. Và vì sao hai mẹ con mất kết nối với nhau? Mất kết nối với nhau hoàn toàn luôn. Chị rất là tức giận khi mà con của chị bắt đầu có hiện tượng lấy tiền đi đánh điện tử, lấy tiền để đi mua đồ cho bạn và nói dối cha mẹ. Và mỗi lần như thế chị thì chị tức điên tức đảo và chị thường đánh rất là dã đòn các anh chị, đánh rất đau luôn. Có lần xông vào mà tát chảy cả máu cam, chảy cả máu mũi ạ. Nhưng mà chưa bao giờ nhận ra rằng mình cần phải chữa lành, mà cứ đổ lỗi là tại con mình nên mình mới tức như vậy. Càng đánh con càng lấy tiền, càng đánh con càng bỏ đi, càng đánh con càng nói dối. Và thậm chí chị gửi sang nhà bà ngoại, bởi vì ai cũng sợ chú, gửi sang bà nội, đứa cháu nào cũng sợ chú. Thế là rồi sang nhà bà thì lấy cả tiền của bà, lấy cả tiền của chú. Và bà nội bảo này, tao không dạy được con nhà mày, mày mang về nhà mày đi, tao không dạy được nó. Thế là chị mang về và chị dùng cái biện pháp như này, ra nhờ mấy chú công an xã vào xích cổ nó ra ngoài xã dọa hộ chị với. Thế thì mấy chú cũng là toàn chị em trong làng, trong họ, trong xã với nhau. Thì mấy chú cũng bảo chúng em là cũng không có cái nhiệm vụ như thế, nhưng mà thôi chị nhờ. Thế là mấy chú cũng vào và mấy chú xích tay bởi vì tội ăn trộm tiền của cha mẹ ra ngoài xã. Mới có lớp 8 các anh chị, nó đi ra đến đầu ngõ nó quay lại nó chửi cha mẹ ngay, chửi ngay cha mẹ. Thế thì mình thử tưởng tượng xem, nếu mình làm thế, con mới có lớp 8, các con vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn học cùng với các bạn ở trong xã, và cha mẹ nào chả biết nhau bởi vì cùng nhau ở trong xã mà lại. Thế thì ai cũng hỏi là mày có biết con nhà đấy không? Mày có biết con nhà đấy không? Thằng đấy bị công an bắt rồi đấy, thằng đấy lấy trộm tiền bị công an bắt rồi, đừng có chơi với nó nha, mày có chơi với nó không? Rồi thầy cô cũng bảo ui dồi ôi, cái thằng đấy lớp 8A, 8B hay 8C gì đấy, đấy có biết không, công an xích ra xã rồi. Các thầy cô cũng lấy gương của cậu ấy để dọa học sinh, các cha mẹ cũng lấy gương của cậu ấy dọa học sinh. Tôi hỏi các anh chị, cậu còn mặt mũi nào không để sống trên cuộc đời này? Còn mặt mũi nào không để đến trường đi học? Còn mặt mũi nào không để kết giao với bạn bè? Bởi vì cha mẹ các bạn là cấm không cho chơi với cậu ấy rồi. Cha mẹ bạn bè của cậu là cấm không cho chơi. Mà chơi với con nhà đấy nó hư hỏng thế, chơi cái gì? Thế và rồi khi mà trở về nhà thì đúng là nó cũng không lấy tiền nữa thật. Nó cũng không lấy tiền nữa thật. Nhưng mà nó bây giờ là nó bắt phải cho tiền luôn, chứ nó không phải nó lấy. Nó bỏ học, nó đi chơi suốt ngày. Thích thì nó về, không thích thì nó đi. Và thậm chí là nó bắt, nó quát phải cho nó tiền luôn.
và cha mẹ phải sợ luôn các anh chị. Mà nếu không cho nó đi ăn trộm ăn cắp ở ngoài đường, ngoài phố kia kìa. Nó bảo đây là tiền tiêu vặt và đây nó tiền nó phải ăn uống. Thế là vẫn cứ phải cho nó vài hôm lại vài chục, vài hôm lại vài chục, thậm chí là vài trăm, mà không làm gì được luôn. Thế thì từ trước đến nay chúng ta nghĩ là tại con nó hư. Không phải đâu ạ. Cậu ấy cũng bị tổn thương nên cậu ấy mới làm như vậy các anh chị. Chứ còn các con hiểu chuyện lắm. Các anh chị biết không, khi mà tôi dạy cho một cái lớp khoảng 400-500 học sinh, và tôi khảo sát rằng bạn nào đã từng lấy tiền của cha mẹ, các anh chị có biết bao nhiêu phần trăm không ạ? Nó phải lên 80%. Các con đã từng lấy tiền của cha mẹ. Bạn thì bảo là tại con thích mua cái đồng hồ mẹ con không mua cho. Bạn thì bảo tại các bạn không chơi với con lấy tiền của mẹ con cho các bạn. Bạn thì bảo là tại con thích ăn cái này nhưng mẹ con không cho ăn, nên con lấy tiền để con mua đồ ăn ở cổng trường. Bạn nào cũng là họ có lý do rất nghe rất chính đáng các anh chị. Nhưng đằng sau đấy là sự chưa thấu hiểu của cha mẹ, và đằng sau đấy là những đứa trẻ mắc kẹt đây thì mới như thế. Nhưng cái điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là gì? Đây, mình nói là tại con lấy tiền nên mẹ mới tức. Không phải đâu, chị mắc kẹt từ thời thơ ấu cơ. Mắc kẹt với ai? Với ký ức về cha, ký ức về một người, về cha. Và cha của chị là một người ăn cắp vặt. Ăn cắp vặt có nghĩa là gà nhà xóm chạy sang là nhốt gà luôn, thịt gà cho các con ăn luôn. Hàng xóm chửi bầy ngay. Chị bảo cảm thấy nhục nhã, ngày bé cảm thấy nhục lắm cô ạ. Nhưng mà bố mình nên không dám phô. Kể cả cái chăn em đó, bố em cũng đi rút trộm nhà ai đấy. Có nghĩa là bố cứ mắc cái tính như thế này, và chị rất là ghét, rất là tức, ghét. Và trong chị là có cái cảm giác ghét bỏ cái hành vi này của cha. Và nó đi vào bên trong chị, đi vào bên trong, nó trở thành cái ký ức bên trong này. Và rồi khi con đến, con xuất hiện hành vi này, đây chính là bối cảnh để mình chữa lành mà mình không biết. Chính là cái gương, là bối cảnh để mình nhìn thấy mình. Nên khi mình nhìn thấy con mình tức thì không liên quan đến con mình cả, mà cục tức có sẵn trong mình. Các chị comment đi ạ. Cục tức giận có sẵn trong mình rồi. Cái cục tức giận nó ở đây rồi. Và làm sao? Và chúng ta phải quay về mình để chữa lành mình. Comment điều này đi ạ. Chúng ta phải quay trở về mình để chữa lành cái cơn tức giận mình. Bởi vì cái ký ức này nó ở đây. Vì chúng ta luôn có nhu cầu trưởng thành và rất muốn giải phóng cái cảm xúc ghét bỏ này đi. Nên mình đã thu hút hành vi này của con. Chính mình đã thu hút hành vi này của con đến với mình đấy. Chứ không phải tự nhiên nó đến đâu. Nó đến với mình để mình có cơ hội được chữa lành mình. Nhưng mình lại không biết, mình lại chỉ vào mặt nó và bảo tại mày nên mẹ mới tức. Nhưng thực ra vô thức của mình, thế giới nội tâm của mình khao khát sự trưởng thành. Và trưởng thành trong cuộc đời này là gì? Không phải là thêm được gì vào cuộc đời của mình, mà là buông được gì. Càng buông được nhiều càng trưởng thành nhiều. Và chúng ta khao khát buông được cái cảm xúc ghét bỏ này, khao khát buông được cái ký ức tổn thương với cha mình, khao khát giải phóng được cái ký ức này. Nên chúng ta thu hút hành động này của con, hành vi này của con, để giúp cho chúng ta biết quay về mình để tốt nghiệp, để trưởng thành. Nhưng hầu hết mình không biết điều đấy. Nên trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì điều quan trọng nhất là sự trưởng thành của cha mẹ, sau mới đến việc dưỡng dục con cái. Thông qua hành vi nào đó của con mà bạn khó chịu, tức giận, không thích, thì hãy quay về mình để được chữa lành hành vi đấy. Bởi vì bên trong mình có cục phân giác đó, bên trong mình có cái ký ức tổn thương nào đó chưa được chữa lành. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả, để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.